Ok, hello anh em nhé, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Văn Bình, anh em Lê Hoàng Phước Thiện và anh em Văn Huy Lê. Cảm ơn các anh em về cái phần quà donate của anh em dành cho kênh, cảm ơn anh em rất nhiều. Cùng với đó, tôi xin được cảm ơn các anh em Nguyễn Việt Anh, anh em Louis Trần, bạn Hoài Anh Lê, anh em Tài Nguyễn, anh em Phạm Hưng, anh em Dương Nguyễn, anh em Nguyễn Văn Tuấn và cuối cùng là anh em Nguyễn Hoàng Anh. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh cũng như là đăng ký hội viên mới để hội cho kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Và đặc biệt là xin được cảm ơn anh em Nguyễn Việt Anh. Anh em Nguyễn Việt Anh có đăng ký cái gói hội viên là đứng đầu hội siêu cấp. Và đây là một cái gói hội viên phải nói là cao nhất ở trên kênh. Đấy, và anh em là cái người thứ tư đăng ký cái gói này, gói hội viên này. Cảm ơn anh em Nguyễn Việt Anh rất là nhiều. Trong cái thời điểm hiện tại thì có anh em Trần Đức Trung, anh em Nguyễn Tuấn, anh em Hà Tuấn Vũ và anh em Nguyễn Việt Anh là bốn anh em đang đăng ký gói hội viên đứng đầu hội siêu cấp. Với mỗi tháng, mỗi anh em có đóng góp cho kênh là 600k. Đây là một cái số tiền đóng góp rất là lớn. Tôi rất lấy làm cảm kích và cũng như là rất là vui, rất là xúc động trước những cái tình cảm của anh em dành cho tôi. Tôi rất lấy làm sung sướng khi mà những cái gì mà tôi đang làm được các anh em đánh giá cao. Và điều này cũng giải thích tại làm sao mà dạo gần đây tôi lại ra cái video nó đều và nó tần suất của nó cao đến như thế. Thực ra để mà nói là khi mà tôi ra ít ý, video trong cái đợt này ý, thì thực sự là tôi cảm thấy là áy náy thật sự. Đấy, đợt này là có rất nhiều anh em là đăng ký hội viên. Đấy, theo cái thống kê thì cái đợt này là cái đợt mà chưa bao giờ kênh tôi nó có nhiều anh em đăng ký hội viên đến như thế. Trong vòng khoảng 20 ngày trở lại đây thôi, đã có 10 anh em đăng ký mới. Đấy, tôi chưa tính đến các anh em mà gia hạn hội viên thì đã có thêm 10 anh em đăng ký hội viên mới rồi. Để đáp lại cái tình cảm của anh em thì tôi cũng sẽ phải cố gắng làm nào để anh em không phụ thì tôi cũng có lòng anh em nhá. Chứ còn tôi cũng không có để anh em thất vọng đâu. Đấy, chứ còn nếu mà anh em cứ đăng ký nhiều, anh em donate nhiều ấy mà tôi coi như là tôi không ra clip thì nó cũng rất là buồn. Đấy, tôi nói thật. Rồi, thôi. Chia sẻ thế thôi nhá. Còn bây giờ chúng ta vào trận đấu ngày hôm nay. Đấy, thì hôm nay thì anh em Nguyễn Việt Anh sau khi anh em có đăng ký cái gói hội viên, đấy thì anh em cũng có hỏi tôi là xin cái line up mà ổn định, đấy, chơi leo rank dễ và ổn định. Thì tôi xin trả lời luôn là hiện tại ấy, cái bộ Witcher nó vẫn là cái bộ ổn định anh em nhá. Nó vẫn là cái bộ mạnh nhất ở trong meta ấy hiện tại. Rất là dễ chơi, rất là dễ trúng thưởng với cái bộ Witcher. Và cái bộ Witcher thì nó có thể cơ động bằng cái việc là chúng ta kẹp các thứ. Không nhất thiết là phải kẹp Glacier với cả kẹp Warlock đâu. Đấy. Có rất nhiều cách để có thể là chơi được cái bộ Witcher. Và thực sự là đến bây giờ thì nó vẫn rất là mạnh anh em ạ. Mặc dù là tôi ở trên cái kênh của tôi cũng ra khá là nhiều những cái video clip counter bằng các cái đội hình này kia. Đấy, nhưng mà để mà nói là ổn định ấy thì rõ ràng cái bộ này không thể nói là không ổn định được anh em nhá. Nó rất ổn định trong cái thời điểm hiện tại và nó rất mạnh. Chưa có một chút gì là động thái đến từ nhà phát hành, tức là nhà phát hành chưa hề sờ đến kể từ khi nó mạnh. Vẫn chưa có một chút gì là lép cái bộ này cả. Toàn là bắp lên thôi. Đấy, chưa có lép tí nào luôn. Và chúng ta nếu mà chúng ta đợi ấy, thì chúng ta sẽ phải đợi đến cái lúc mà update. Nên là sau khi mà thay Battle Pass là một này, thứ hai update, có thể là update là bỏ cái việc là bán cái skin của con Fallen đi. Thì tôi nghĩ là khi mà bán hết cái skin rồi, đủ KPI rồi thì người ta sẽ lép cái bộ này thôi. Đấy, như bao những cái mùa khác. Tôi khẳng định với anh em là như thế. Ôi, không có chuỗi rồi, mất chuỗi rồi. Nó sẽ là như thế đấy anh em ạ. Chúng ta đã quá quen với cái việc đấy rồi. Nó đã gọi là thành thông lệ, tiền lệ trước rồi. Nên là cũng chả có cái gì mà chúng ta phải quá lạ lẫm hay quá bất ngờ cái việc đấy cả anh em nhá. Ôi, ra Grim, ra Tabu, ra cả sao đi vô luôn. Tất cả những con này nó ở trong bộ đấy. Nhưng mà ôm sớm thì chỉ có mệt thôi anh em ạ. Từ từ nha, toàn những cái con mà chúng ta ôm nhưng mà chúng ta sẽ không phát huy được sức mạnh. Và nó thọt tiền ấy. Có lẽ là tôi sẽ đợi một chút. Bây giờ ôm bọn này thọt lắm anh em ạ. Chưa cho được vào.
Bây giờ có cho vào thì cũng rất yếu. Để từ từ đã, để xem thế nào đã. Bây giờ ví dụ như Swordman này. Swordman là sắp lên được 2 sao này. Thứ hai là gì? Thứ hai là sắp kẹp được 4 đỏ anh em ạ. Nó kẹp 4 đỏ vào kẹp với cả 1 demon thôi. Được không? Quá được luôn. Từ từ đã. Tôi nghĩ là không phải quá vội để mà chơi cái con 4 Witcher đâu anh em. Không cần phải chơi 4 Witcher quá sớm như thế. Đấy, chúng ta có thể là kẹp 4 đỏ kẹp với cả Fallen Witcher này. Là chúng ta có demon, chúng ta có 4 đỏ rồi. Rất là trâu. Ok, bán ngoài đi. Tạm thời như thế đã. Đây rồi. Trận này nhá, thậm chí là chúng ta có thể chơi Shaman anh em ạ. 6 Shaman kẹp với Witcher. Nếu mà chơi 6 Shaman kẹp với Witcher ấy, thì Shaman nó được ưu tiên trước cái Witcher. Tức là chúng ta sẽ ưu tiên 6 Shaman trước. Đấy, sau lên 10 chúng ta mới kẹp 4 Witcher cơ. Chúng ta có thể đánh 6 Shaman kẹp với cả Fallen Witcher. Làm co. Đánh được ở level 7 theo lý thuyết là có thể là đánh được. Nếu mà câu ra được cái con gấu Shaman kèm theo đấy là gì? Là có kích hoạt Wizard là đánh ở level 7 là được. Đấy, nhưng mà để ổn hơn thì có thể đánh ở level 8 để chơi hàng Ryu. Ra được một trong hai con là con mèo hoặc là con Squire, kèm theo đấy là câu ra được một con gấu là có thể chơi được. Đấy, câu ra gấu Shaman ấy. Ui rồi, quá tuyệt vời các em ạ. Tôi đang bảo là chết rồi. Cái tầm này là có vẻ đang hơi yếu rồi thì tự nhiên lại ra được hai con Eco này. Có lên Eco không nhỉ? Nhưng mà trận này có hai thằng Eco, hai thằng đang Eco. Đấy. Tôi bỏ bài và tôi Eco thì sao nhỉ? Thực ra bây giờ tôi vẫn muốn là bây giờ tôi cũng đang là không phải là có chuỗi. Tôi vẫn muốn bỏ bài và tôi đấm để tôi giữ được một cái lượng máu nhất định ở đấy. Sau round 11 đi. Sau round 11 thì chúng ta có thể chúng ta Eco cũng được. Cái tầm này tôi cũng chưa muốn là tôi bỏ hết bài ra đâu anh em. Tôi lấy đồ rồi mà. Nhưng bây giờ kẹp đỏ rồi, kẹp hai con hóa hình này vào là có thể là đấm được chết một vài con là cũng được rồi. Đấy. Đấm ở đây là đấm chết hai con là tôi đã tiết kiệm được hai máu rồi. Ba con luôn này. À không, hai con rồi. Cũng ngon. Từ từ nhá, trận này có khả năng là tôi sẽ không chơi beat đâu. Có chơi beat không? Trận này không chơi beat thì có lẽ chúng ta sẽ bỏ cái con này đi. Lao sau tôi khả năng là tôi sẽ bán hết đi tôi Eco anh em ạ. Tôi sẽ bán hết đi tôi Eco. Bài này mà không lên được 2 sao sớm ấy thì không đấm được ai đâu. Sau ra 10. Tôi rất là nhục cặp nhá anh em nhá. Anh em để ý xem. Mà toàn lừa. Squidman tầm này lên 2 sao thì đuối rồi. Tầm này Squidman lên 2 sao mà con Fallen nó không lên được 2 sao thì cũng ấy thôi. Ủa, có khi nào lọt quái không nhở? Ui, có khi nào lọt quái không nhở? Tôi nghĩ là con này tăng được. Tăng được, hồi máu lên, đúng rồi. Hồi máu cho con đệ ấy. Đúng rồi. Con đệ đam mới to anh em ạ. Con đệ đam là mới to. Đánh nhanh nữa. Ok. Rồi. Unicorn đánh được 2, đánh được 1 phát thì con đệ đánh được 2 phát. Thôi nha anh em nhá. Tôi quyết định là bán cờ đi Eco thôi. Lừa lắm, lại ra thêm một cặp nữa đây này. Mà chính xác hơn là tôi chắc là cũng phải 7 cặp rồi đấy anh em. Có con rồng nhá, rồng 3 tiền nhá. Đấy, con Ash nhá, con Spoon Hunter nhá, con Fortuner Teller nhá. Con Fallen Witcher nhá, con Squidman. Thậm chí là nếu mà tính cả con Unicorn nữa thì tôi có 8 cặp rồi anh em ạ. Rồi, bán đi, tiết kiệm tiền. Không chơi được, yếu quá. Biết thế cô từ đầu anh em nhỉ. Ui. Thế thì bỏ bài vào đấm rồi. Thế chứ lị. Trời ơi, nó lại ra cái này, tôi lại bỏ bài vào đấm rồi. Nhưng mà để một con ra anh em nhé. Chỉ để 4 con thôi.
Để như này thì chúng ta vừa lấy được cái cục máu mỗi round nữa. Vẫn thua thôi anh em ạ, không có đồ thì vẫn thua thôi. Bây giờ phải có cái búa sét thì may ra mới ăn được. Thôi cứ để 4 con đi. Round sau chúng ta thêm được một con nữa. Trận này khả năng là cũng sẽ có Witcher. Cái bộ Witcher đánh nó dễ lắm anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em cảm thấy là anh em yếu quá thì anh em có thể eco như tôi này. Anh em mạnh thì anh em đánh chuỗi thắng chắc là đến hết game luôn. Anh em mà ra Fallen Witcher 2 sao sớm ấy, đội hình ngon nghẻ tí là anh em có thể đánh được chuỗi thắng đến khoảng năm 20 luôn ấy. Mà tôi ra này hơi muộn. Tôi đã bán hết cờ ra nó mới ra, chứ nếu mà tôi còn để cờ thì có khi là bây giờ tôi cũng xác định có đánh chuỗi thắng đến nơi rồi anh em ạ. Ây à, phải to đấy. Không sao, không sao. Chúng ta vẫn đang chủ động thua thôi. Này, Fallen Witcher ra này. Bộ này chơi cực dễ luôn. Fallen Witcher lên 2 sao, sau đó kiếm vào kẹp với đỏ hay kẹp với cả The Rui, kẹp với Beat đều ok. Trận này khả năng là tôi kẹp The Rui bởi vì nó thọt tiền rồi. The Rui là một cái con bài mà nó rất là rẻ tiền, dễ lên được 3 sao. Tôi sẽ roll The Rui 3 sao, sau đó tôi chơi kẹp The Rui với cả Witcher. Tất nhiên là không ngoại trừ trường hợp là chúng ta có thể ra là con gấu Saman. Trong trường hợp là chúng ta ra con gấu, chúng ta vứt vào chúng ta câu. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa ra con gấu nào anh em ạ. Chưa ra một con gấu đù nào, bây giờ tôi vẫn chưa câu được. Có khi nào round này tôi thắng không nhờ? Không, đừng thắng nhá, tôi chưa muốn thắng đâu. Ok, đừng có thắng, gọi đệ thêm một lần nữa. Đúng rồi, úp lồng hay lắm. Hay quá, đúng rồi, đấm vào đi. Đấm vào đi, đấm vào đi. Thôi đấm chết nó đi luôn nhá, đấm chết nó luôn. Đúng rồi, hay quá. Tuyệt vời. 6 máu, cầm được cục máu. Quá tuyệt vời. Ok. Đấy, lên level 6 rồi, lại thêm được một con nữa. Chúng ta chỉ cần bỏ một con ra thôi. Như này là dư sức ở đép rau quái rau 15 rồi anh em ạ. Vô tư. Sau ra 15 thì chắc là xả tiền. Mà nói chung là cái lượng máu bây giờ là cũng còn nhiều ấy anh em. 63 máu. Dưới 50 máu thì mới gọi là báo động, và lúc đấy là phải xả luôn. Còn tầm này 63 máu thì cứ từ tốn thôi, chưa phải vội. Mà tôi mà eco từ đầu chắc bây giờ tôi cũng một đống tiền rồi anh em ạ. Tôi level 7, 50 tiền rồi. Nhưng mà bởi vì tôi không eco. Giết thêm con nữa đi, cố không, một con nữa thôi. Không được rồi. Sao lại cứng ấy nhở? Tôi có đam demon mà tôi đấm chán ấy nhở? Có gấu này, hay quá. Tôi sẽ phải vứt gấu vào câu anh em ạ. Làm tí câu gấu, biết đâu ở gian gấu Saman sớm làm sao, đúng không? Chúng ta đang tích hai con Saman ở đây rồi anh em. Trận này nhá, nên nhớ là có con mèo 5 đô. Có mèo 5 đô đấy anh em ạ. Chơi Saman nó cực kỳ mắc binh luôn. Trận này là tôi phải câu ra gấu để tôi chơi Saman. Còn nếu mà trong trường hợp không chơi được 6 Saman ấy, chúng ta có thể chơi The Rui cũng được. Tùy. Bây giờ ra gấu gấu 4 tiền ấy. Ra gấu bố tôi chơi The Rui đấy. Kẹp với The Rui, kẹp với cả cái bộ Witcher thì nó rẻ tiền, nó cũng dễ chơi. Còn không thì Glacier, nhưng mà thôi tôi chơi kẹp The Rui cho nó rẻ anh em ạ. Cái bộ này được cái lên được full lần 3 sao sớm. Trước khi roll được ra con hàng Ryu thì chúng ta có hàng fake 3 sao thì cũng có thể đánh được. Ok. Hiện tại là sắp có 3 sao rồi. Đủ set này. Úi dồi ôi. Ra được gấu Saman luôn anh em ạ. Quá ổn. Rồi. Ổn thế nhỉ. Hai gấu rồi. Ok chưa. Rồi. Ra cái búa set thì tôi ghép luôn anh em nhá. Búa set này là một cái món đồ mà cũng giữ máu tốt. Tôi sẽ phải ghép luôn bởi vì bây giờ tôi đang cũng mất khá máu rồi.
tôi không muốn cầm quá nhiều đồ mà chúng ta giữ. Chúng ta sẽ phải chốt đồ sớm. Chúng ta có một cái giáp xoay nữa, tôi không biết có nên là ghép luôn không, bởi vì có thể là chúng ta sẽ phải ghép BKB ấy. Ra này ăn được không? Ra này ăn thì đánh chỗ thắng luôn. Còn nếu mà thua nhá là chúng ta sẽ eco tiếp. Không, tôi nghĩ là không ăn được. Giết được thêm một con nữa thì cũng tốt. Ơ kìa. Ôi rồi ôi, sao toàn một máu đấy kia. Gặp đúng cái bọn siêu đẻ nó đẩy cho 12 máu. Ôi rôn rồi anh em ạ, máu thấp quá rồi. Ui rồi ôi, ra gấu đây này. Thế thì chắc là chuyển sang Druid thôi, Saman không kịp mất. Anh em ạ, tầm này chắc Saman không kịp rồi. Bỏ bài vào đánh thôi. Tầm này eco gì nữa. Đánh luôn anh em ạ. Bây giờ tôi thiếu là thiếu mấy cái con Witcher đúng không? Ui thằng này nó kẹp Witcher rồi à? Khỏe thế, vẫn thua này. Ui ôi ôi, roll mạnh thì tí nữa có khi cắt chuỗi thằng này. Sai lầm ở. Ui đây rồi. Đủ bộ không? Đủ bộ rồi anh em ạ, đủ bộ rồi. Thôi nhá, chúng ta giải tán Saman thôi. Tầm này thôi. Pick cái con này vào đi. Tôi định chơi Saman mà Saman thì không đủ cái slot cho cái con Shadow ấy. Nên là lúc đầu tôi cũng không pick Shadow. Mà sau này tôi thấy là nó ra cái bộ Druid này nó mạnh mẽ quá nên là thôi. Chúng ta lại pick Shadow vào chúng ta chơi nha anh em nhá. Đủ bộ rồi. Bỏ Saman đi thôi. Đủ bộ anh em ạ. Thôi rồi, đấy. Nếu mà anh em form được như này là anh em mạnh rồi. Nó rất là dễ đúng không? Rất là dễ chơi luôn. Chúng ta lên 8, chúng ta kẹp thêm một beat nữa là coi như là mạnh luôn. 4 beat. Nó ra con sói, nó ra con gấu. Tôi có cái ý định chuyển sang cái bộ Druid rồi. Bộ này nó rẻ tiền, nó dễ chơi. Đánh rẻ tiền eco thường hay tôi chọn cái bộ này. Tôi không chọn bộ Glacier đâu. Glacier thì nó cũng vẫn đắt. Nó vẫn đắt và nó không mạnh lắm. Bởi vì cái con Fallen của anh em nó vẫn là 2 sao. Còn cái bộ này nó gọi ra được 3 sao anh em ạ. Nên là cái bộ này vẫn thấy uy tín hơn. Thôi, bán đi. Không chơi cái Glacier nên là tôi bán luôn Fortuner Teller. Tí nữa ra được con cái con Shadow ấy thì tôi sẽ lên 9 nó cho vào. Đấy, thế rồi. Còn bây giờ cứ kẹp 4 beat vào đã. 4 beat kẹp với cả 4 Witcher. Với cái đội hình này tôi có thể cắt được chuỗi của cái thằng cộng 7 kia. Nhưng mà tôi gặp nó sớm quá nên là tôi gặp rồi. Nếu mà chưa gặp thì là nếu mà gặp lại là tôi sẽ cắt chuỗi rồi đấy. À, hy vọng là thằng này nó sẽ vượt qua được cái round 19. Sau đó nó sẽ gặp tôi ở round 21. Liệu rằng có là được như thế không? Chứ mà nếu mà nó mà như thế, nó mà giữ chuỗi được đến round 21 mà lại gặp tôi ở round 21 thì chắc chắn là tôi xin cái chuỗi. Nhưng mà cái trường hợp đấy nó sẽ rất khó có thể xảy ra. Rồi. Cho đến khi nào ra con Shadow cho tao mới lên 9 anh em nhá. Chưa vội đâu, tôi không vội đâu. Ok. Tôi không vội. Với cái drone biết đâu ra Fallen 3 sao ở level 8. Con Fallen này thì drone ở level 8 hay level 9 nó đều rất là ok. Nhưng mà nếu mà để nhiều tiền roll thì tôi nghĩ là vẫn để ở 8 roll thôi. Bởi vì cái đội hình nó đã đáp ứng được cái sức mạnh rồi ấy. Nên là chúng ta không có việc gì chúng ta phải vội lên 9 cả. Tôi chỉ lên 9 khi mà tôi ra là con Shadow 2 sao thôi anh em ạ. Thì cái sức mạnh của nó hơn hẳn ấy. Thì chúng ta lên 9. Còn không thì cứ roll ở 8 thôi. Sức mạnh của nó cũng không có khác biệt đâu. Nó khác biệt là mấy. Đấy. Anh em Nguyễn Việt Anh mà anh em có muốn chơi cái bộ leo rank thì tôi khuyên anh em là chơi cái bộ này luôn của tôi. Đấy, anh em không phải kẹp Glacier hay anh em không phải chơi một cái bài khác với chơi làm gì cả. Bài này là bài rẻ tiền và dễ chơi nhất. Ổn định.
Đen nhỉ? Ra được con heo đấy. Lấy con heo đi. Đen nhỉ? Roll vừa rồi không ra một con full lần nào luôn. Chốt đồ à? Lấy được cái cướp điên. Lấy luôn. Cái que thì nữa chúng ta sẽ ghép, một là cái hút máu trừ giáp. Hai là cái gì, là cái chống hồi máu. Tùy. Để xem em late game đánh với ai đó. Anh em thấy là sau khi tôi form được cái bộ này gần như là tôi đánh chuỗi thắng luôn ấy. Anh em ạ, rất là dễ chơi nhá. Ui, ra là linh hồn ánh sáng luôn này. Thế đây có cái trò là gọi là gì, là bốn linh mục kẹp với cả Witcher ấy. Nhưng mà từ từ đã, đừng vội anh em ạ, đừng vội. Tôi biết cái bài đấy, nhưng mà đừng vội. Cái bài đấy nó không phải là một cái bài ổn định đâu anh em. Cứ bình tĩnh, từ từ, để xem late game như nào đã. Chúng ta chỉ chuyển bài đấy ở giai đoạn late thôi. Còn cái bài ổn định là cái bài tôi đang chơi đấy anh em. Cái bài tôi đang chơi là cái bài ổn định nhất. Đấy là chúng ta sẽ có 3 sao sớm. Sau đó thì tí nữa lên cấp chúng ta có thể kẹp vào con Shadow, nhưng bây giờ nó chưa ra anh em nhá. Mà tôi thấy là hình như là cũng gần hết mùa rồi đấy anh em ạ. Gần hết mùa rồi. Đấy, nên là anh em Nguyễn Việt Anh mà có tranh thủ mà leo rank bằng cái bộ ổn định như này mà tôi giới thiệu cho anh em, tốt nhất là anh em lên là leo rank sớm lên Queen đi. Ui trứng này. Ôi, luôn là 8 rồi anh em ạ. Full lần 3 sao ở 8, không nói nhiều. Chúng ta có thể mua con God of Light thay cho con Fortuner Teller. Con God of Light nó ngon hơn. Rồi, thế thôi. Bình tĩnh, không phải vội. Không phải vội. Như này sao, có mạnh hơn không? Như này đi. Cái con Light Spirit vào nó chỉ có một cái tác dụng là tăng đam cái swap thôi. Đây là tôi cũng chưa cho vào. Lên 9 có thể cho vào cũng được. Nhưng mà cái bài này chắc tôi không lên 9 sớm đâu anh em ạ. Chưa có cơ sở lên 9. Bây giờ tôi cứ phải roll full lần 3 sao luôn. Tôi khuyên anh em là nếu mà chơi cái bộ này mà để leo rank ổn định thì anh em chơi sớm ấy nhá. Chứ còn đến hình như là còn một tuần nữa là hết meta. Hết cái Battle Pass ấy, hết mùa thì là cũng hết meta luôn. Lúc đấy nó chuyển sang cái bộ khác mạnh rồi anh em ạ. Tôi dự đoán của mùa sau nó sẽ là Exorcist. Exorcist sẽ mạnh. Úi rồi ra hai con Saman này. Nhưng mà thôi anh em nhá, thôi. Thôi. Không, chuyện này không. Không anh em ạ, tôi tính đi tính lại tôi vẫn thấy là chúng ta không lên. Từ từ đã này. Tí tính sao. Sao này vẫn phải lóc à? Hay là bán heo đi nhỉ? Thôi lóc lại đi, con heo này cũng khó mua. Tí đưa lên 2 sao chuyển sang bộ 4 linh mục kẹp Witcher. Chuyện này có 9 mét anh em ạ. Ây à. Luôn đã. Heo này. Được. Giải tán được khá cái hàng chờ. Bây giờ tôi đang tính là có lên kẹp 4 cọc không. Mà chơi 4 cọc cũng ngon nhá. Không có yếu hơn là cái bộ mục sư đâu. Cái bộ linh mục đâu. Bộ linh mục được cái cướp bài của đối thủ. Xong rồi kiểu full lần chơi hóa thì hóa bài đối thủ luôn ấy. Nó cũng hay, đấy, hai bộ đều rất hay. Nhưng mà cọc thì nó counter được nhiều thứ hơn. Chơi như thế kia để sợ Greater. Cọc thì không sợ. Chính ra cái kẹp 4 cọc cũng rất là ngon nhá. Bởi vì trận này tôi thấy là có cái bộ 9 Feather kẹp với cái con Shadow ấy. Anh em ạ, à, chơi 4 cọc ngon phết ấy. Counter chặt với bộ đấy luôn. Lấy cái bộ set anh em nhá. Chắc lấy bữa set. Cái dây chuyển giải nó không phải là cái món đồ cam đầu tiên. Lúc nào tôi cũng lấy cái dây chuyển giải sau anh em ạ. Tôi vẫn phải đam trước. Đam trước đã rồi thủ sau.
Ok. Nói chung là tôi vẫn cứ roll ở cái level này thôi. Có thể ra sau tôi xả hết tiền rồi anh em. Nốt ra này anh em nhé. Sắp đến cái round 29 mà nó bắt đầu lên 10 là lúc đấy bọn nó đủ đội hình của nó mạnh lắm anh em ạ. Đa phần là bọn nó sẽ form ở 27 và 29 đấy. Nên là cái nó có những cái mốc quan trọng mà chúng ta cần phải form đủ đội hình mạnh thì mới chơi được, giữ được chuỗi. Shadow lên được 3 sao rồi kìa. Đấy, tôi mới sợ thằng này nên mà tôi mới nói với anh em là chúng ta khả năng là chúng ta sẽ kẹp cọc vào thay việc là chúng ta kẹp cái linh mục. Kẹp linh mục chỉ khi mà chúng ta lên được cái con Light Split lên được 3 sao, à 2 sao thôi anh em nhá. Light Split lên được 2 sao chơi được. Còn trong trường hợp mà không lên được 2 sao thì thôi. Rồi round này chúng ta sẽ roll mạnh một chút anh em nhá. Roll mạnh một chút đi. Cố kiếm được con Fulan. Đây rồi, một con nữa. Một con Fulan nữa thôi. Sẽ hết tiền luôn anh em nhá. Bỏ con này đi này, roll tiếp này. Roll thật là nhanh. Ui, được rồi. Hợp lý. Vẫn còn 12 tiền, được rồi. Ổn rồi đấy. Thế thôi anh em ạ, thế thôi. Đùa. Cái quả trứng này còn lại tí nữa tôi đập cho con Light Split còn thiếu một con nữa thôi. Sau đó chúng ta có thể chuyển về bộ mục sư, linh mục kết hợp với 4 Witcher rất mạnh luôn. Bây giờ sợ chỉ sợ cái thằng Assassin thôi đúng không? À thằng Feather nhập Shadow kẹp với Feather. Shadow 3 sao. Thực ra cũng chả sợ. Tôi có lẽ tôi sẽ để dành để ghép cái trục lé anh em ạ. Để chơi với cái nhà 9 Feather kẹp với Shadow anh em nhá. Chúng ta sẽ để dành cái trục lé đi. Yên tâm, bộ này có trục lé ăn được đấy, chắc chắn đấy. Ăn đứt luôn cái bộ đấy luôn. Nhưng mà phải có trục lé. Không có trục lé thì đánh nó hơi sợ một tí. Nhưng mà nếu mà không có trục lé tôi có thể đẩy 4 cọc vào thì vẫn có thể có cơ ăn được nhá. Đẩy 4 cọc ở level 10. Tôi chắc là tôi chỉ để một con unicorn thôi. Gấu lên được 2 sao thì cho vào. 3 sao thì cho vào. Còn 2 sao thì thôi chắc là tôi bán gấu luôn. Đội hình slot là không đủ anh em ạ. Rồi thằng này thì chơi được. 6 Glacier đi rồi. Đi luôn. Úi giời có chống lé luôn này anh em này. Quá tuyệt vời. Rất là ok. Được đấy bạn, cái chết của bạn rất có giá trị. Có giá trị thật sự luôn. Rơi được đúng cái món đồ mà tôi cần. Vậy là round 30 là tôi sẽ lấy cái chống lé, không phải dây chuyền kháng anh em ạ. Tôi sẽ lấy cái chống lé trước. Khả năng là solo với cả 9 Feather sẽ lên game đấy. 9 Feather. Bây giờ có 9 Feather cả Warrior là máu rất nhiều. Rồi lên 9 thôi, đủ tiền là lên. Bao giờ lên 10 chúng ta có thể kẹp 4 mục sư nha anh em nhá. Đánh ở 10 thì mới được. Bởi vì chúng ta phải bỏ bớt quân ra mà. Nên là phải đánh ở 10. Bỏ bớt thì có thể bỏ bớt 1, 2 hoặc là 3 con. Tùy trận đấu. Thường là bỏ bớt thì ví dụ như là 3 con thì khả năng mà clear rất nhanh. Trong vòng 10 giây mà chưa thả ra thì là coi như thắng luôn. Ok, khỏe thật. Phải thật đấy, đấm Guardia mất 22 máu luôn kìa. Ai nhà. Được quá nhờ anh em nhỉ. Thực sự là cái bộ này nó vẫn rất là mạnh anh em ạ. Chả qua là tôi cứ chê nó bởi vì tôi làm mấy cái content kiểu counter ấy. Counter cái bộ này kiểu đấm cho Witcher sấp mặt này đấy, hay là nhét hành đầy vào mồm Witcher. Nhưng mà thực ra là những cái bộ kia thì nó cũng chỉ đấm Witcher thôi, chứ còn đánh vào nó cũng chả ổn định như bọn Witcher đâu. Nó chỉ là cái bộ đấm Witcher thôi mà. Bộ counter thôi. Còn nếu mà để mà nói là ổn định mà không sợ nhiều line up thì rõ ràng cái bộ Witcher này nó rất là không sợ nhiều line up. Trong cái thời điểm hiện tại cực kỳ dễ chơi, dễ trúng thưởng. Mà nếu mà đánh càng kéo lết thì càng mạnh. Đấy, Fallen Witcher cứ 6 món đồ cao đi xem bố con thằng nào chơi được.
6 món đồ cam thì nói chung là tất cả đều giạt hết luôn. Tôi nói thật, càng về lết càng mạnh. Cứ càng nhiều đồ cam thì cái con Fallen này nó càng khỏe. Đấy, thế nên là nếu mà trụ được đến ra 35 thì chắc chắn là vô địch luôn. Không phải nói nhiều, chắc chắn luôn đấy. Quá dễ chơi. Ê ơi, chống lé chứ còn gì nữa anh em. Đấy, không có cướp điên cướp điếc gì cả anh em nhá. Chứ cứ chống lé mà phang. Let game chơi với cả nhà 9 phe giờ nhìn là ra rồi. Nên là chúng ta có sẵn cái chống lé nó ghép luôn. Ghép cái gậy như ý mức độ cam luôn để cho cái nhà 9 phe giờ gặp tôi một phát là bay màu luôn. Tôi thực ra bây giờ nhá, tôi kiếm cọc và tôi cho vào anh em ạ. Để mà counter nhà đấy kiếm cho tôi luôn 4 cọc luôn nha anh em nhá. Tôi sẽ bỏ cái con gấu đi. Khả năng là lên 10 tôi sẽ bỏ gấu thôi. Một là kiếm cọc, hai là kiếm 4 mục sư. Nhưng mà cái con Light Speed nó phải lên được 2 sao. Đấy. 4 mục sư thì hai cái con cao tiền nhất của anh em ấy nó phải 2 sao. 5 đô 2 sao là tốt nhất. Ở đây tôi có con heo thì nó cũng chỉ cướp được cái con 4 đô 2 sao thôi. Nhưng mà ra cái con Light Speed nó lên 2 sao ấy là nó cướp được 5 đô đấy. Cướp được 5 đô 2 sao, thậm chí là nó còn cướp được cả những cái con 3 sao nữa cơ. 3 đô 3 sao là cướp được. Nào, tôi có gợi như ý rồi, tôi nghĩ là tôi có thể ăn được đấy anh em ạ. Ui giời, ăn luôn này. Chưa kịp kẹp cọc vào mà chúng ta đã có thể ăn được rồi. Saman trận này ra nhiều không này. Đấy, bây giờ tôi có cọc rồi nhá. Mà bây giờ thì cũng chưa cần kẹp. Bây giờ tôi thấy cái đội hình này với hai con beat nó kẹp vào nó đã quá là ổn rồi anh em ạ. Thực sự là rất ổn luôn ấy. Lên 10 kẹp thêm cái cọc thôi. Thậm chí là có khả năng là tôi còn không cần phải là 4 cọc cơ. Có khi chúng ta chỉ cần chơi 2 cọc thôi. Trong cái trường hợp là con tí nữa cái con Shadow nó bay đằng sau rồi tôi kẹp 4 cọc vào cũng ngon. Ở cái hàng đằng sau là Shadow chắc chắn là sẽ đánh vào cọc. Đấy, mất nhiều thời gian lắm anh em ạ. Phá xong 2 cọc ở đằng sau thì lại bay lên phá cọc ở đằng trước nữa. Rất là mất thời gian. Mà trong cái khoảng thời gian đấy thì anh em biết rồi đấy, Fallen Witcher của tôi là 3 sao. Gọi thêm 2 con nữa với full đồ. Nó dọn bản nhanh lắm. Tôi sợ là Shadow phá xong cái cọc thì cái con Fallen này nó cũng đã chạm được đến cái người con Shadow à. Khỏe chưa này. Và anh em cũng có thể thấy là thằng này nó cũng chơi cái bộ Glacier đấy. Nhưng mà nó thua tôi. Lên được 10 rồi nhá. Lên được 10 kẹp với cả kiếm hồn 2 sao rồi đấy. Mà nó vẫn thua tôi đấy anh em. Đấy anh em thấy không. Rõ ràng cái bộ này của tôi nó ổn định hơn nhiều. Tôi còn chưa kẹp cọc gì vào đâu. Chỉ là vì là cái bộ này nó ổn định thôi anh em ạ. Bộ này là một cái bộ mà nó ổn định và nó rẻ tiền. Nó không như cái bộ Glacier. Đấy. Bây giờ tôi lên 10 rồi, tôi kẹp 4 cọc vào luôn. Được chưa. Quá tuyệt vời. 4 cọc vẫn có con Unicorn để có thể là hiến tế hóa hình. Được chưa. Ổn chưa nào. Tôi đã thấy bắt đầu ổn rồi đấy. Bây giờ là còn vươn lên với cái vị trí top 1 cơ. Thôi để này là ok rồi anh em ạ. Shadow bay xuống chắc chắn là vớ cọc rồi. Không bao giờ trượt được cái cọc. 9m, 9m đi rồi. 9m không ăn được, tôi có BKB rồi anh em. 9m ăn rồi. 9m chắc đi luôn. Ăn xong rồi 9m. Ui đi rồi chắc chắn luôn. Sao. Vậy là còn nhà 9 Warrior, nhà 9 Feather. Ghép cái hút máu trừ giáp không? Ghép hút máu trừ giáp thì phải bỏ cái tinh thể à? Thực ra ghép cái hút máu trừ giáp thì cũng ngon. Thì bỏ cái tinh thể ra thôi. Hóa chậm hơn một chút thôi. Nhưng mà bù lại thì có cái món đồ hồi máu. Đấy, tôi vẫn chưa có cái món đồ hồi máu đâu. Tầm này có món đồ hồi máu rồi. Được. Cũng không đến nỗi nào đâu. Có thể đấm hai thằng đi luôn ra này ấy nhá. Nếu mà tôi gặp cả hai thằng. Anh em ạ, ra 34 kết thúc trận đấu thậm chí còn nhanh hơn cái trận sáng nay. Sáng nay như là 32 round rồi nhỉ? 32 round, không. Thế sáng nay nhanh hơn, cái bộ 9 Feather nó vẫn đẩy nhiều hơn. Ôm cọc rồi anh em ơi. Anh em nhìn này. Thậm chí là con đấm không xong cái cặp thì nó cũng bay màu trước cả khi cái cọc bay màu luôn.
Trời ơi, bộ đúng là mạnh thật sự luôn đấy. Shadow 3 sao và đấm như là con luôn. Thôi xong. Thế là round sau là phải kéo ra 36 cơ. 9 Warrior ăn nổi cái thằng 9 Feather không? 9 Warrior tôi nghĩ không ăn nổi cái bộ Shadow. Đấy anh em thấy không? Shadow 3 sao rồi. Shadow 3 sao kẹp 9 Feather mạnh lắm. Đó anh em nhá, xin được giới thiệu với anh em Nguyễn Việt Anh cái lineup. Thực ra tôi không muốn chơi đâu. Đây là vì là có một cái câu hỏi đến từ vị trí của một cái anh em hội viên mà ở cấp cao. Nên là tôi mới chơi đấy. Chứ còn cái bộ này là tôi đã nói với anh em từ những cái số trước rồi. Là tôi không đụng đến cho đến khi mà nó update nha anh em nhá. Rồi, chúc anh em xem video clip vui vẻ. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì em thể chọn clip bên trái chơi 9 Feather hàng rìu, thực sự là nó dã man luôn anh em ạ. 100% màu đến hết game và đẩy đối thủ 32 round là bay màu. Quá kinh khủng như hack. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Vạn kích xuyên tâm tối thượng anh em nhá, cực kỳ tối thượng luôn. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.